Hiện nay là mình đi, mình sẽ đi được qua ba cái vùng đó, ba cái ba khu đó. Thì sẽ là phải lấy chi phí là để hoạt động. Đúng là đúng rồi. Chi phí từ nguồn vô mình hoạt động. Thì nhà nước cấp 80% đó. Còn 20% dân tỏi. Dân tỏi. Có bác này các anh em nha. Đi đường là có bác đó. Vét vét. Vét là đi nhanh đúng là bị đánh. Anh lên qua hôm trước anh đi khu đây anh. Là đây là cây sâm giống này. Từ cây cây sâm ra trái này. Dêu. Dêu đây. Linh dêu đây. Dêu đây, tủ đây. Một năm tuổi. Cái màu năm tuổi là có tuổi như thế này. Màu năm tuổi là có tuổi. Đó, được đó. Màu năm tuổi, tuổi mình nắng cái gì? Cũng được. Bằng bằng ngón tay út nè. Và khi gieo xong thì người dân đem cây này đi trồng. Một cây này bây giờ cỡ 300 ngàn đến 350 ngàn. Giá thị trường. Thì đây là cái tạm dừng chân nghỉ nhưng mà đồng thời cũng là để cho giới thiệu. Chuối là học sinh, còn du khách thì vẫn có, nhưng mình cứ đáng mình là du khách đi. Thế là cái hộp đỏ đỏ chứ. Hộp đỏ rồi, đó. Cái dê đây, tủ là đây, một năm tuổi là lên như thế này, nhổ lên là như kia. Cái cành này nó bằng cái tâm hương với mấy anh, 350 ngàn, mời các anh đi tiếp. Quên luôn đó. À, đoàn thanh niên. Cầu treo vào vùng sâm rất đẹp. Đi mình có đàn hồi rất là hấp dẫn ha. Đây mới gọi là trải nghiệm. Có nhúng đó không?
Đây. Quá. Mới nãy là 1 tuổi rồi đúng không? Là 1 tuổi đây. Đi nhiêu đó. Thì anh trồng 1 năm sau là anh lên anh ra vườn anh trồng là cây sâm này 2 năm tuổi. Và cây sâm này là 3 năm tuổi thì bắt đầu ra ra hoa cái trái. 3 năm là có hoa rồi đó hả? 3 năm nha. Là 3 năm là có hoa cái trái. 2 năm đây. 3 năm đây. Ở trong bằng đồ cũng dài chứ đâu phải. Dài rất dài. Không dài. 20 cm. Như hôm vợ nó lấy tiền năm trăm mà lóc luôn. Đó đó. Bạc thằng lóc ai đó. Lóc ai hết toa xong luôn như là lấy được năm ai đó là nhân lóc. Chúng mua chúng ta có chúng mua bò lại không? Cha có được bún không mày? Đó nè. Đã bún cổ rồi nè. Bún bắt lóc. Không có bắt bắt bún lòng vườn hồ nam 2015 á chứ 2016 á chứ hả để làm phải thuê giữ nhé thuê chứ đi cái già thì có cái khó đi anh nè đấy già thì khó đi nhưng mà nó vẫn bóp được thằng bạn co quá không thằng bạn tốt biết gì đúng không. Cái nghệ sĩ tới vườn rồi đó. Tới vườn rồi. Đây. Mới nãy là cây sâm 3 năm tuổi. Thì 3 đến 4 năm tuổi nó sẽ ra hoa rồi đây. Nè. Và cái hoa nó nếu mà cây nào mà nhiều á thì anh thấy cái chùm hoa này. Chùm hoa này á khả năng là được 100 quả. Và anh nhìn toàn cảnh cái vườn sâm này. Hiện nay vườn sâm của người dân là đây, sâm nhà nước cũng vậy. Đây, khi cái quả cái này hoa, ra quả đây, quả. Xanh xanh và quả chín, đó. Quả chín thì đỏ đẹp quá vậy. Quả chín là nó quay lại cái khúc ban đầu mình đó, quả chín dây đó, cái này dây, nó là cái nam thu hoạch. Đâu, 3 năm. Bữa nay thu hoạch được rồi. Mà cái lụa này chắc không phải lá thì nam. Đúng rồi. Lụa thì cao quả anh. Chứ còn cái loại thì gửi. Lụa 4 năm nam thì gửi chục quả. Rồi chắc lâu đời. Dạ. Lâu đời là cái gì quả? Dạ. Còn lâu thì cái hoa nó còn lớn. Lớn. Còn nhiều hoa. Bó hoa như thế này. Ý, trong của vườn xăm như thế này. Không phải cái cây nào cũng ra hoa.
và có những cây bị yếu thì người dân sẽ nhổ để bón. Nhổ bón trước nghĩa là phiên chợ tháng nào cũng có là họ nhổ, chứ họ không bao giờ nhổ cái cây mà có hoa bón, vì cái cây có hoa bón á cũng ra cái quả đi thì nó nhiều tiền hơn bón cũ. À, anh hiểu ý không nè? Nghĩa là người ta bón giống nó sẽ nhiều hơn bón cũ xanh, và vô tình á là nó chọn được những cây tốt. Cây mua yếu đem nhổ bón, cây mua không ra hoa đem nhổ bón. Cái này cái hộp là không phải không mạnh á. Cho nên mình đừng có sợ mất khách xăng, vì quan trọng là bón giống nó đắt tiền hơn bón cũ thì mất làm sao được. Và phiên chợ xăm không ai quy định cho anh bón bao nhiêu ký. 5 ký được, 10 ký được, 50 ký, 100 ký cũng được. Nhưng trong phiên chợ xăm có bón nhiều cái sản phẩm miền núi khác nữa, kể cả những sản phẩm văn hóa. Cho nên những anh nào mà chưa lên xăm á, cứ nói là xăm ở đâu mà bón, xăm dân tộc chứ ở đâu. Nhưng ảnh không hiểu được là người dân khai thác cái gì bị bón. Khai thác càng dần. Họ khai thác những cái yếu họ mới bón. Chứ ví dụ như cây mạnh họ để họ làm giống bón được nhiều hơn. Anh thấy không ạ? Mà không nhà nước mua quy định là một cái phiên chợ này tôi bón 100 ký hay 10 ký. Cái có sản phẩm được bón. Cứ có bón. Một ký cũng được. Ngoài sao là có nhiều cái sản phẩm khác của người núi. Cho nên nghĩa là mới là có mua ăn liền được ngay. Đúng. Hay là ai để ý là những ông yếu là ông hai chạy rồi muộn đi bại. Bẻ lại nhờ để chăn giống. Chưa thái vào, chỉ cho con này. Anh. Đưa lại nhà nhân giống rồi đi ra ngoài. Để cho mình đưa cái này. Anh nghe cái thứ hai quá. Cái thứ nhất quá. Cái bồ cũng được. Anh cho mà. Cái này vậy. Và đề nghị hôm nay mình đứng đây cho thoáng nhái chụp cả đoàn mình, anh đứng giữa đây, anh đứng đây, đứng dưới này, cho nó thấy cái chữ thường trên góc, thấy chưa? Đi đi, ngủ còn có bóng cái cửa thường, đưa cái cây ra nè, chào bóng, đến rồi, đến chỗ rồi, đến chỗ rồi, tới luôn, đừng mất, dạ đi ra này nhé. Chứ nãy cũng thấy cắn. Cá không? Bầu này chưa cắn. Quay nã cua con bác không kìa. Chưa thấy con bác luôn. Chứ nãy cắn rồi. Ừ. 400 cây. Em đi cẩn thận nha. Đó. Cái gì ấy, cái gì là số à? Số quá. Không cho đó. Cái gì nữa? Nghĩa là du lịch đó nè, là được mình xem cái này. Bên kia à, bên kia mình khổ qua chị cho mày khổ qua khổ qua. Còn bên này là 3 năm tuổi anh rồi, khổ qua khổ qua 3 năm tuổi này có hoa là ngoài cái hàng rào, cái hàng rào phía tây á là nghiên cứu khoa học, cái vườn du lịch ở đây là hết trước. Dạ. Còn đây là 3 năm tuổi rồi. Vâng. Ừ. Đó kìa, có cây có tái ấy, chín chín ở gần nhà. Ấy 500 á. Ấy 500 giống như mặt stress á. Giống ngủ ngoài đúng không vậy? Súng nó chuyện to. Vô tôi rồi nó đủ rồi đó. Ừ. Núi nó đủ rồi. Đúng rồi. Bây giờ mình đi lên vườn khoa học á này. Vâng. Dạ. À, giống mình cấp hết cho dân về. Còn á. Là mình trồng trong nhà lưới, nhà màng á, vườn ngư. Hiện nay mình ươm thử, mới ươm lại. Ý là trồng thử trong đây thôi. Là nghiên cứu xử lý hạt giống trước khi gieo trồng bằng cấp nhân sinh học.
kỹ thuật vận hành nhà ươm chủ động một số điều kiện nuôi dưỡng cây con xong ngọc linh các vườn con rồi có ươm ngoài đất thử. Nói chung cái này là nghiên cứu không, cái vườn nghiên cứu này còn nhiều lắm chứ không phải một chỗ đây. Dạ. Đây là một mô hình này đỡ có hộp cái này đây hả? Dạ, có hết luôn rồi. À, mời anh đi tiếp. Cây lớn mới nãy cái cây con ha. Và nếu bữa thì anh nghỉ xí anh đứng bên cây to nữa đó, sẵn bắn trở đến đây à. Dễ gì có cây to đi anh. Cây môn thì tan cây này ăn mẫn ruột hết rồi. Nhưng mà cái cây này cái gì đấy, cây này cây rừng thôi. Cây sâm nữa ừ. Đây ví dụ cây sâm còn nhỏ thì chưa rụi, cứ lớn lẫn rụi hết rồi. Lớn lẫn rụi à. Cái con rụi con trinh mình đi qua để chụp cái hình anh rời cái xong rồi. À đó đó. Anh qua rời cây kia kìa. Cây kia ăn tòng cái hoa đó, anh qua lúng nữa. Đi qua lúng. Đó đó. Đó đó, anh rời cây. Liên cái ngồi đó. Em mới ngồi đó mới chụp được. Em xuống dọn tấu á. Đó đó. Còn đây mới đẹp nè. Đó đó. Từ từ đi. Qua quét dọn sạch lại cho. Màu tịch. Màu xăm, màu. Chỗ này là ươm hạt giống này, ươm cây giống. Quá chơi. Liên uống vô Liên. Dạ em uống hai ly. Đồ sức rào thì không có được ăn lấy. Nó mấy giòn giòn ha. Giòn đẹp ghê. Giòn giòn thì mình cũng giòn nhưng mà nó lòn dưới nhưng mà ăn em để nè, chặt mà hết cay rồi. Cái chữa nữa là cái cọng phải tưới nước. Cọng tưới nước. Nói chung là nhiều cách. Rồi, đi xuống. Rồi, mình đi xuống này. Buồn ăn này mới đỏ. Bò ở rừng gốc luôn á. Buồn hút vô hút. Nhờ giờ tối xa tới lá luôn. Chờ đi cúp tre phải rồi, mình chờ đi cúp tre rồi. Chờ ở đây mới 10 giờ mà thấy trời nó như buổi tối với mình không? Núi Ngọc Linh à. Nói chuyện của mình mà. Khung đây là trồng sâm được hết rồi. Ừ, tốt lắm. Đó, dưới rừng dừa này, chỗ này trồng. Không bây giờ thiếu nước tùm rạ nè. Không có nước đầu nguồn á. Đủ tới rồi hả? Tới suối. Không có còn tay nữa. Ủa, ai đi đường khác à? Đi vô đường khác đi ra đường khác chứ. Vô. Trời. Ô mùi vịt như Đà Lạt. Còn đây tay thì dưới anh dưới đi đúng không? Còn đây phía dưới. Bây giờ mới 10:30 mà thời tiết như Đà Lạt. Vô. Ở chậm không đi, muốn tao. Đường dừng lại chụp hình lưu niệm. Đây, nhìn đi. Dạ, không tới đoàn luôn chứ.
mù quá không thấy gì lên luôn. Một tường nè ở về nhà đó không phải cái mắt nè dạ, nó, dạ. Nó một phát thì nó theo một đường thẳng chứ còn xăm là dít bên này mắt bên kia mắt rồi dít qua dít dắt dít dắt dít dắt dít dắt dắt đây cũng là không cần lên để nghỉ rồi nghỉ để nó ra đây là điểm cuối cùng của vùng vùng xăm du lịch xăm rồi tạm biệt nữa cho ta xăm thật và tâm thất. Rồi. Mời các anh đi ra chỗ xe đây, nhờ đây. Xe đó nè. Đó, dạ. Ủa, qua đây Hồng Liên. Mỹ phẩm gì phẩm? Con đập. Con đập mình. Con đập. Con đập. Có cách để nhận biết cho đây. Con đập này, cái đây là con đập. Con đập. Con đập là giòn chứ không có tiếng gì. Cứ hẳn. Cái tiếng đó là cái show warning đó anh. Dạ. Rồi, tạm biệt. Chè xanh. Chè xanh này của bà con này. Chè xanh này. Rừng cỏ đồ chè, bông xanh. Rồi. Đây đây. Đây đó, đây đó. Ra thầy chú luôn dưới. Đây là thử thách cuối cùng. Trải nghiệm cuối cùng. Cái trời cảnh nghe. Thử thách cuối cùng. Từ từ để em xuống trước rồi. Đấy nhà nho hết chất nhà nho. Nhà nho thôi. Nhúng đi, nhúng đi. Cho anh mua thuốc trước đã chỉ bây giờ em đi tìm đó. Cái má mà rồi này lốm. Má đi chỉ rồi. Đây là nhà trưng bày xăm. Ước quá. Đây là hoa anh đào.